thứ ở đây như nào? Chế độ ăn thì trong này thì làm sao như nhà mình được ăn, nói chung là thí dụ cô toàn mang đồ ăn theo, xong rồi nếu mà đồ ăn mà thịt mỡ thì cô bị mỡ máu, chân cô chữa là nó mới trắng ra được thế này, chứ còn mới đầu đen lên tới đây chứ không phải là dơ đâu. Có nhiều người già như cô Hà Nội vào đây không? Tại nhiều lắm ạ, nhiều lắm. Cô mà cô thì vào là vì này, chồng cô mới chết được 2 năm. Thế mà cô có một đứa con gái à. Thế cô chả biết ở với ai. Nó lấy chồng nó mãi Sài Gòn. Thế chồng cô thì nghiên cứu vật lý hạt nhân. Nếu mà cháu xem đài cách đây độ chừng 10 năm giờ đi mà Dương Quang Tân nói chuyện là chồng cô. Dương Quang Tân. Dương Quang Tân. Thế nhưng mà bây giờ cô là như thế này đấy. Thế bây giờ ở nhà thì sống được là vì cô không phải là không có tiền để sống. Nhưng mà không ai trông nom. Không ai trông. Cô có hôm té khâu 15 mũi mà từ sáng đến 7 giờ tối ở nhà mới làm mình mới biết. Cô đành chịu thua thôi. Nhưng cô quyết định vào đây, mãi cô mới quyết định vào đây chứ. Đây phòng cô đây ạ. Đấy ạ, cái giường cô ngay bên đây. Đây giường đây ạ. Đấy, giường tay trái đấy. Một phòng này là được 4 người ạ. Các bác sĩ không ạ? Có bác sĩ để khám được không? Dạ có y sĩ tá gì chắc có, nhưng mà cô không khám. Cô là vì cô có thẻ bảo hiểm của tứ thân phụ mẫu cán bộ cao cấp. Phục cô vụ, có bác sĩ riêng. Phục vụ nào của cô? Vào khám. Cô tự phục vụ lấy ạ? Không ạ. Cô hôm sau cô không làm được một việc gì. Nhờ cháu này một tháng cô giả cho cháu 150 á, 100 thế. Cháu này ạ? Tự cô giả tiền như nào. Không tỉnh táo được ạ? À không, nó cũng ngớ ngẩn. Nhưng mà nó tỉnh táo hơn những người ngớ ngẩn. Thế thôi chứ cần nó cũng ngớ ngẩn. Nhưng không biết mà làm. Không biết làm. Mà nó ngoan. Có ở đâu đây? À có, anh chị cô mới đến trong đây. Đây đây. Chứ nhà cô thì Lý ơi. Nhẹ cô.